Mấy ngày nay bên cạnh tôi chỉ có bốn bức tường. Có nhiều khi trong lòng tôi cũng cảm thấy chán trường. Muốn tự do thay cả xe đi làm hay đi học. Mong một ngày mọi thứ sẽ yên bình. Ta cùng nhau bên cạnh nhau nhắc nhở cố gắng nào. Thêm một chút chỉ một chút rồi sẽ ổn thôi mà. Ở ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người đang miệt mài. Dần cố gắng để mọi thứ sớm quay lại. Ta bắt ăn ngon một chút. Ta bắt chơi vui một chút. Ta bắt thấy nhau một chút. Rồi mình sẽ nhận ra ở nhà nhưng mình vẫn vui. Và mình sẽ làm tốt thôi. Mình còn bao điều rất thích thú đang chờ. Nấu ăn cả ngày đêm. Trên game cả ngày đêm. Hoặc cái bim Việt Nam.